quay trở lại chương trình ngày hôm nay. Tôi chia sẻ cho các anh chị một cái chủ đề nằm trong cái chương trình khóa học chính nguồn thu nhập mà người giàu không muốn bạn biết. Đó là thị trường nào sẽ có nhu cầu cao để làm information marketing và làm affiliate marketing. Thì xin thưa với các anh chị, một trong những cái thị trường mà thực sự hút và tạo information nhiều nhất trên thế giới này, đó là thị trường giáo dục. Các anh chị thấy không ạ? Nếu các anh chị là diễn giả, một trainer, một sinh viên, một giảng viên đại học, thì tất cả các anh chị có thể chia sẻ vấn đề liên quan về phát triển con người, tư duy con người, giáo dục đấy các anh chị. Thì thị trường này information cực kỳ lớn. Các anh chị thấy không ạ? Các anh chị có 12 năm học từ cấp 1, cấp 2, cấp 3. Các anh chị có 4 năm học đại học. Các anh chị có 2 năm học thạc sĩ. Vài ba năm học tiến sĩ, đúng không ạ? Và cả cuộc đời này chính là sự giáo dục. Chính vì lý do đó mà thị trường này thực sự tạo information cực kỳ nhiều. Rất nhiều các anh chị. Đấy, thì tôi nói với các anh chị rằng thị trường giáo dục là mảnh đất rất màu mỡ để các anh chị khai thác vào thị trường information. Và kể cả bản thân tôi cũng đang làm trong lĩnh vực giáo dục, đúng không ạ? Nhưng mà giáo dục đặc thù là tôi chia sẻ về kỹ năng bán hàng cũng như marketing, thúc đẩy dân số và kiếm tiền trên nền tảng về internet các anh chị. Đấy. Thị trường thứ hai tôi muốn chia sẻ các anh chị đó là thị trường về làm đẹp. Thị trường làm đẹp thì cực kỳ là tuyệt vời, đúng không ạ? Tôi có thể ví dụ cho các anh chị thấy cái người mà Marcel Chan này là một cái người Mỹ gốc Việt, và cô ta chỉ cho tất cả mọi người cách làm đẹp theo cái phong cách của những cái người nổi tiếng các anh chị. Và hiện tại cô ta kiếm $1 triệu hàng năm và là cái người nổi tiếng, tổng cái số người mà biết đến cô ta gần 1 tỷ người trên toàn thế giới này đâu các anh chị. Tôi sẽ mở cho các anh chị thấy đó là ai. Tôi đang mở các anh chị, cô này tên là Marcel Fan, đúng không ạ? Cứ thứ sáu hàng tuần cô ta sẽ up lên một cái clip mà cô ta hướng dẫn cho tất cả các anh chị biết cách làm đẹp theo phong cách. Ví dụ như đây là cách mà làm sao đi những cái đôi giày cao này, đúng không ạ? Cách làm sao mà trở về thời kỳ mà yêu thích của trường school này, đúng không ạ? Các anh chị có thể phong cách thiết kế, kiểu mà gì ạ, rất là nhiều kiểu đây, hoặc là phong cách thiết kế, phong cách mà make up kiểu Lady Gaga, kiểu mà bé này, phong cách của Lady Gaga, rất là nhiều cái phong cách, các anh chị thấy không ạ? Thì cô ta hiện nay là một cái người mà bán information cực kỳ tốt ở cái lĩnh vực về gì ạ, lĩnh vực về làm đẹp ở lĩnh vực mẹ và nuôi bé. Thì thực sự cũng là cái mảnh đất màu mỡ để các anh chị khai thác. Bởi vì các anh chị thấy túi tiền nằm từ ai ạ? Đó chính là đến từ những cái chị em phụ nữ. Và người ta quan tâm nhất về điều gì ạ? Đó là cách nuôi dạy con cái, cách nuôi em bé, cách gì ạ? Cách giữ hạnh phúc gia đình. Cho nên thị trường này các anh chị khai thác cũng cực kỳ tốt. Rồi, phụ nữ cũng quan tâm điều gì ạ? Đó là cách mà họ ẩm thực, tức là cách họ chọn món ăn, họ nấu nướng. Đó là cách mà họ làm để lĩnh vực để làm sao ạ? Để là làm hạnh phúc gia đình hơn, đó là vấn đề ẩm thực và nấu nướng. Phụ nữ rất là quan tâm điều này các anh chị. Vừa từ cái cách mà chọn nguyên vật liệu, từ cách nấu món, loại món nào, từ cái cách mà họ yêu thích ẩm thực, chúng ta có thể khai thác information ở mảng này. Còn lĩnh vực kinh doanh thì khỏi phải bàn, đúng không ạ? Những cái bí quyết về kinh doanh, những bí quyết về kiếm tiền thương trường cũng là information rất tốt. Nhưng đặc biệt hơn, sức khỏe thì information trong lĩnh vực này khá tốt. Ví dụ, tôi mới tư vấn cho cái người là trưởng khoa ung thư của một bệnh viện lớn ở Hồ Chí Minh. Thì ông ta là gì ạ? Có 10 cái cách để làm sao phát hiện và phòng chống ung thư. Đấy, đó là cái cách mà tất cả mọi thứ liên quan đến sức khỏe chúng ta có thể khai thác ở mảng này rất là tốt. Đấy. Hoặc là COCC là gì, ở lĩnh vực về con ông cháu cha.
Ví dụ tôi nói các anh chị trong lĩnh vực sale, ví dụ như là có một cái người nhân viên hải quan, họ biết cách làm sao hàng về tân sinh nhất hoặc là cắt lái có thể lấy hàng ra trong vòng một ngày thay vì mất 3 hoặc 7 ngày như ngày trước, đúng không ạ? Thì các anh chị thấy đâu có phải đây là một lĩnh vực về liên quan đến sale mà quan hệ quen biết không ạ? Rất tuyệt vời các anh chị. Rồi, lĩnh vực thời trang thì tôi nói các anh chị cũng là một điều tuyệt vời. Thực sự thời trang là một lĩnh vực cũng khá tuyệt vời các anh chị. Bởi vì sao ạ? Cách chọn từ trang phục thuộc với kiểu dáng, tâm trạng, màu sắc, xu hướng cũng là những chị điều mà chị em quan tâm. Đó cũng là một information rất có giá trị để các anh chị tập trung khai thác. Rồi, phụ nữ người ta cần gì ạ? Liên quan về hạnh phúc gia đình, cách để dưỡng chồng, bí quyết giữ hạnh phúc gia đình, bí quyết hạnh phúc gia đình như thế nào? Đó cũng là điều chị em quan tâm. Thì các anh chị thấy tại sao đa số lại tập trung vào vấn đề về về gì ạ? Về về chị em nhiều hơn, bởi chị em là người mà tập trung đang giữ tiền các anh chị. Rồi, cách mà shopping giá rẻ, cách mua hàng làm sao chọn hàng tuyệt vời, shopping như thế nào để đạt tạo phong cách sống, đó cũng là những information có giá trị các anh chị. Rồi, tiếp tục quay trở lại. Thế thì bây giờ những người trong lĩnh vực chuyên môn cao như bác sĩ, kế toán, luật sư, những nhà tư vấn, những nhà thiết kế thì các anh chị nghĩ rằng có thể là kiếm tiền được không? Hoàn toàn kiếm được các anh chị. Càng chuyên môn cao thì những tư vấn, những cái phát biểu của họ càng có giá trị thì họ những cái information đó càng có giá trị các anh chị, đúng không ạ? Và nếu là các anh chị là bác sĩ, kế toán, luật sư, chuyên viên tài chính thì đừng bỏ qua cái cơ hội kiếm tiền từ information từ chuyên môn cao này. Đấy. Nhưng cái lĩnh vực sáng tạo là lĩnh vực kiếm information khủng khiếp nhất các anh chị. Đấy. Nếu các anh chị nằm trong lĩnh vực thiết kế website, các anh chị có thể bán những cái theme website và kiếm hàng chục đô la, được không ạ? Các anh chị nằm trong lĩnh vực mà motion graphic, tức là làm video clip ở dạng mà chuyển động motion đấy, các anh chị hoàn toàn có thể kiếm được, được không ạ? Ví dụ như tại sao các anh chị thấy là những cái chuyên viên lập trình game, lập trình về video clip âm nhạc đấy, những cái MV đều là những người có khả năng kiếm tiền rất tốt các anh chị, được không ạ? Rồi, những ai có khả năng mà thiết kế plan hoặc là 3D thì họ vẫn có khả năng kiếm được tiền. Rồi, ai là một người có khả năng viết các code plugin trên nền tảng framework nào đó hoặc là viết nền cho nền tảng mobile, họ đều có thể kiếm tiền từ cái lĩnh vực sáng tạo này. Bạn là ca sĩ, là những người có khả năng về âm nhạc, các chị có thể thu âm nhạc, thu audio, các chị có thể bán, đây là lĩnh vực sáng tạo, đúng không ạ? Rồi tiếp tục, những cái kiến trúc sư, những nhà designer, người ta sẽ bán những cái mẫu thiết kế graphic, những cái mẫu vector, được không ạ? Đấy, hoặc là thiết kế những cái bản print, bản in, họ đều có thể kiếm được tiền, được không ạ? Và những cái nghệ sĩ nhiếp ảnh gia, họ đều cũng thể kiếm được tiền các anh chị. Cho nên lĩnh vực sáng tạo là lĩnh vực mà không giới hạn về khả năng kiếm tiền từ information marketing. Cho nên tôi nói các anh chị, lĩnh vực giáo dục và sáng tạo là điều tuyệt vời, đúng không ạ? Hoặc trong lĩnh vực về du lịch thì các anh chị thấy du lịch khám phá là một cái mảng cũng thu hút nhiều cái information rất tốt. Ví dụ như cách đi du lịch làm sao giá rẻ này, khám phá một cái địa danh nào đó mà ở đó làm sao các anh chị có thể trải nghiệm thực sự như người bản địa, hướng dẫn làm sao đó các anh chị bớt đỡ bị rủi ro này, đỡ bị tai nạn này, đỡ bị mất cắp này, đỡ bị mọi thứ phiền phức, thì đó tất cả những cái information này vẫn có giá trị với những người đi du lịch các anh chị, đúng không ạ? Nhưng mà đặc biệt kiếm tiền lại dài cũng ngon, đó là lĩnh vực về gì ạ? Những cái mẹo nhỏ mẹo vặt, những cái tiện ích cuộc sống này, ví dụ như cách làm sao để mà tẩy áo, rồi đủ thứ các anh chị, từng cái mẹo nhỏ cuộc sống quanh ta, những cái mẹo nhỏ để làm sao cuộc sống này trở nên dễ dàng và tốt đẹp hơn đều cũng có thể kiếm được tiền. Tuy nhiên kiếm được tiền không nhiều từ cái này, những cái mẹo nhỏ này thường trên internet rất là nhiều, đúng không ạ? Tuy nhiên tại sao những information của truyền thông nói các anh chị tạo ra phải độc đáo, phải khác biệt, và điều quan trọng là có giải pháp thực tế ứng dụng với cuộc sống, thì chính những điều đó khách hàng mới trả tiền cho các anh chị, đúng không ạ? Hoặc trong lĩnh vực thể thao, tôi tư vấn cho một cậu học sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh, cậu ta có khả năng trượt ba danh cực kỳ giỏi đấy, và cậu ta muốn quay lại cái cách để một cái người bắt đầu vào nghề trượt ba danh thế nào đấy, trượt ván trượt đấy, để làm sao đó mà người ta có thể trượt ngon lành và điêu luyện. Thế nhưng cậu ta có thể bán những information là làm cách nào để chọn những ván trượt ba danh hiệu quả và bền lâu và trượt rất là ngon, làm sao để chọn những bộ đôi giày, những cái găng tay để chống sề sướt và bảo vệ đôi chân của mình, và làm sao mua nó ở đâu, chọn như thế nào, thì những information đó vẫn có giá trị với những người bước vào lĩnh vực thể thao về trượt ván này. Cho nên ở lĩnh vực thể thao chúng ta có thể vẫn sao ạ, có thể kiếm được information. Cậu đó nói rằng cậu ta có thể hạn chế
có những cái thông tin để hạn chế việc chấn thương trong quá trình mà tập luyện cái ván trượt này, đúng không ạ? Thế thì tôi vừa hướng dẫn cho các anh chị hơn mười mấy cái gì ạ, cái thị trường mà các anh chị có thể tập trung để khai thác information, đúng không ạ? Và tôi vừa nói các anh chị lĩnh vực giáo dục, lĩnh vực về làm đẹp, lĩnh vực về sáng tạo, lĩnh vực chuyên môn cao, lĩnh vực sức khỏe là những lĩnh vực mà information cực kỳ có giá trị, cũng kinh doanh cũng ok, đúng không ạ? Thì tôi vừa nói, và tùy vào các anh chị chuyên môn, các anh chị thì các anh chị chọn một trong thị trường nào để các anh chị tập trung khai thác, đúng không nào? Đấy, hoặc nếu các anh chị không thể khai thác thì các anh chị có thể phối hợp với một người nào đó khai thác, đúng không ạ? Các anh chị xài cái Google Trend, đây các anh chị vào khu xuống, các anh chị sẽ biết là ở Hoa Kỳ hiện nay tìm kiếm nào đang phổ biến nhất, để các anh chị sẽ thấy, đúng không ạ? Với cái xu hot xu hướng này thì các anh chị thấy là khai thác ở cái lĩnh vực nào ở Hoa Kỳ sẽ tốt nhất. Tuy nhiên ở đây thì trong cái Google Trend này nó không có Google Trend tại Việt Nam, chỉ có khoảng 10 nước lớn thôi các anh chị, Việt Nam không có. Các anh chị có thể tìm thấy phổ biến ở một số nước lớn, thì ở những nước lớn nó đại diện cho những cái nước nhỏ các anh chị, được không ạ? Rồi, cái top chart này, top chart này là gì? Những cái biểu đồ hàng đầu này này, thì cho chúng ta biết là ở mỗi lĩnh vực thì cái gì đang hot nhất, đúng không ạ? Ví dụ trong lĩnh vực bài hát thì bài hát này đang hot nhất, Blue Reply. Hoặc là cái ở trường đại học cao đẳng thì University of Texas là ok. Trong chính trị gia thì Barack Obama đang hot, đúng không ạ? Mỗi lĩnh vực thì nó sẽ thống kê các anh chị. Ví dụ chương trình thực tế thì The Real Housewives này là chương trình đang hot nhất, sau đó đến Something, So You Think You Can Dance. Đấy, các anh chị thấy thấy, đúng không ạ? Thế thì với cái này thì các anh chị biết ở nước nào thì cái gì đang hot và xu hướng nhất, thì ở Việt Nam các anh chị có thể là đại diện cho ở Việt Nam, đúng không ạ? Hoặc các anh chị khám phá, cái dùng Google Explore khám phá này, thì ví dụ các anh chị đang chuẩn bị làm trong lĩnh vực về gì ạ? Làm đẹp. Đấy, thì các anh chị thấy này, theo thời gian từ 2005 đến bây giờ 2013, đúng không ạ? Lĩnh vực làm đẹp là lĩnh vực mà có xu hướng tăng lên hàng năm và không bao giờ hạ xuống các anh chị. Lĩnh vực làm đẹp và sức khỏe xu hướng tăng liên tục, các anh chị thấy không ạ? Cho nên các anh chị sẽ thấy là, và những từ khóa nào là những cái từ khóa mà nhiều người search nhất ạ? Đây, cách làm đẹp này, làm đẹp da này, ảnh đẹp này, làm ảnh đẹp này, làm ảnh này, làm đẹp tóc này, tóc đẹp này, hình đẹp này, người đẹp này, hoa đẹp này. Đây là những cái thông số mà các anh chị thấy trong lĩnh vực về làm đẹp, đúng không ạ? Thế thì khi các anh chị chọn thì các anh chị bắt đầu chọn theo những cái từ liên quan và có xu hướng tìm kiếm cao như thế này này, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như ở đây cách làm đẹp, các anh chị biết ở trong xu hướng là nó đang tạo xu hướng rất mới, đúng không ạ? Thế thì các anh chị bắt đầu vào cái công cụ là Google. Đây là Google AdWords với cái công cụ là Google Analytics tìm từ khóa, đúng không ạ? Đây, cách làm đẹp, các anh chị sẽ thấy là tỷ lệ tìm kiếm bao nhiêu nhé. Đây, các anh chị sẽ thấy, cách làm đẹp. Đây, thì hiện tại số tìm kiếm ở toàn cầu là 74.000, nhưng mà số tìm kiếm cục bộ là hơn 1.000 thôi. Đấy, thì tôi vừa hướng dẫn các anh chị hai công cụ là Google AdWords, Google Keyword Tool và Google Trend để tìm kiếm xu hướng trên thế giới này, đúng không ạ? Từ vừa những cái từ khóa nào hot, những cái xu hướng nào đang tăng lên và khám phá những cái xu hướng mà các anh chị tìm hiểu sắp tới, đúng không ạ? Thế thì tôi vừa hướng dẫn các anh chị trong cái chương trình về khám phá thị trường nào, và chúc các anh chị chọn thị trường thành công và chọn thị trường phân khúc cao để phục vụ. Và trong những clip tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn chi tiết là thị trường nào thì phục vụ sản phẩm nào. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những clip tiếp theo. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe.